Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về chiếc ba lô laptop cao cấp của thương hiệu Bengi được nhập khẩu tại shop. Đối với ba lô này thì mình có thể đựng vừa cho một chiếc laptop 15.6 inch và tầm khoảng 2 đến 3 bộ quần áo với những chuyến đi mà du lịch ngắn ngày. Thường thì những bạn đi học, đi làm hay là những bạn mà freelancer thì mình rất là thích hợp khi sử dụng những chiếc ba lô như thế này. Về tổng quan ba lô được thiết kế theo một form rất là chuẩn, sẽ không có bị gãy form hay là bị sẹp form. Chất liệu được may từ vải polyester trượt nước và phối với da, càng tôn lên được cái vẻ cao cấp và sang trọng cho ba lô. Thường thì những cái bạn nam mình đeo sẽ rất là đẹp. Dây kéo IKK siêu bền và được in nổi logo của thương hiệu Bengi. Phần dưới ba lô thiết kế cho mình một cái cổng sạc USB thông minh. Mình có thể sử dụng chung với lại sạc dự phòng hay là tai nghe đều rất là tiện lợi. Mặt sau ba lô, về phần quai đeo, có một cái lớp mút đệm thoáng khí rất là dày. Khi mà những bạn thường xuyên mà di chuyển phải đeo ba lô trên vai thì sẽ làm giảm được cái việc mà đau vai. Khi các bạn mua ba lô tại BigBet, mình sẽ được shop bảo hành miễn phí trọn đời sản phẩm. Đối với các chi tiết như là dây kéo, lá kéo, đường chỉ may của quai sách hay là quai mang. Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết gì thì các bạn có thể liên hệ vào trang web là bigbet.vn. Sẽ có nhân viên hỗ trợ cho mình nhiệt tình và nhanh chóng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.